Thưa quý vị, ngày 28 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định gửi thiệp mừng thọ đến 1.025 công dân thọ 100 tuổi và trên 100 tuổi tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên, Đắk Nông, Trà Vinh và Phú Yên. Tối ngày 28 tháng 12 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, 1 tháng 1 năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng. Với địa bàn rộng lớn, địa thế tự nhiên hiểm trở nhưng không cô lập, tiến có thể đánh, lui có thể giữ, Thái Nguyên luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng, vừa là phên dậu, vừa là hậu phương vững chắc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên cùng với Tuyên Quang, Bắc Cạn vinh dự được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm ATK, thủ đô kháng chiến của cả nước. Với Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm sâu đậm đặc biệt. Từ khi Trung ương Đảng và Chính phủ chuyển về Hà Nội, người đã 7 lần trở lại thăm hỏi nhân dân, các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Và cách đây tròn 60 năm, ngày 1 tháng 1 năm 1964, Bác Hồ đã về lại thăm Thái Nguyên lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm, đến năm 2023, quy mô GRDP của tỉnh Thái Nguyên đạt trên 152.000 tỷ đồng, tương đương gần 6,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nằm trong 14 tỉnh cao nhất cả nước. Một tin rất vui báo công dân Bắc là huyện miền núi Định Hóa, nơi có di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa, đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2023. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, chúng ta nguyện đồng lòng đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục chú trọng bảo vệ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó khu di tích quốc gia đặc biệt, an toàn khu Định Hóa và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những di sản Hồ Chí Minh, địa chỉ đỏ phải được giữ gìn, phát huy, trao truyền cho muôn đời, càng vinh dự và tự hào nhận được tình cảm, quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thái Nguyên càng phải thấy rõ trách nhiệm của mình để thực hiện những điều người hằng mong muốn. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng anh hùng, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm trong 60 năm thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sớm đưa Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Năm 2023, đóng góp GDP của ngành thông tin và truyền thông ước đạt gần 900.000 tỷ đồng, tăng 1,34% so với năm ngoái. Công cuộc chuyển đổi số quốc gia đã đạt được những kết quả tích cực, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được ưu tiên thực hiện. Trong đó, luật giao dịch điện tử và luật viễn thông đã được Quốc hội khóa 15 thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua cao. Việt Nam tăng một hạng theo xếp hạng chỉ số phát triển bưu chính năm 2023. Hạ tầng viễn thông và hạ tầng số có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 của Việt Nam đứng thứ 2 tại ASEAN và thứ 9 trên toàn cầu. Năm vừa qua cũng là năm Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều đổi mới trong cách tiếp cận và bảo vệ người dân trên không gian mạng, qua đó giúp bảo vệ hơn 100 triệu người dân khỏi truy cập các website vi phạm lừa đảo trực tuyến. Lĩnh vực báo chí truyền thông và xuất bản đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy những thành tựu đã đạt được, ngành thông tin và truyền thông định hướng năm 2024 sẽ là năm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Tối 28 tháng 12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Truyền hình Nhân dân, Quỹ Hạt giống Việt của Báo Nhân dân tổ chức chương trình Xuân ấm năm 2024. Chương trình là sự kiện hàng năm của Báo Nhân dân để chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó và những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Báo Nhân dân qua các thời kỳ.
Sau thành công của các chương trình Xuân Ấm từ năm 2016 đến nay, Truyền hình Nhân dân, Quỹ Hạt Giống Việt, Báo Nhân dân tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm với mục đích trao quà cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách và hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ, trao tặng học bổng và hỗ trợ nhiều học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tài năng trẻ, nhằm khích lệ, động viên tinh thần học tập của các em học sinh nghèo hiếu học. Bên cạnh hoạt động tri ân, chương trình còn gồm những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu với sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng. Năm nay, chương trình đã trao tặng 20 sổ tiết kiệm và trao tặng 40 suất học bổng. Quỹ Hạt Giống Việt do Báo Nhân dân sáng lập, quỹ đã góp phần không nhỏ vào việc giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có tài năng và trẻ em bị thiệt thòi trong cuộc sống, có điều kiện vươn lên trong học tập, thực hiện ước mơ được cấp sách tới trường của mình. Từ tháng 10 năm 2012 đến nay, quỹ đã chắp cánh cho hơn 5.000 em học sinh được tiếp tục cấp sách tới trường, gần 200 người nghèo, nạn nhân thiên tai được đón Tết trong ngôi nhà mới khi mùa xuân về. Thưa quý vị, theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố trong họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý tư vào năm 2023 vào sáng nay cho thấy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn dưới tác động của bất ổn địa chính trị và suy giảm kinh tế trên toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam năm 2023 vẫn nỗ lực đạt mức tăng trưởng 5,05%. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 4 năm 2023 ước tính tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước. GDP nền kinh tế tăng trưởng 5,05% với xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. Trong mức tăng, tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng tích cực, trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu một số mặt hàng nông sản cao, đóng góp vào mức tăng trưởng 3,83% của khu vực này. Ở chiều ngược lại, khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2023. Năm 2023, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, CPI tăng bình quân 3,25% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Bình quân năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,16% so với năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều hoạt động chuẩn bị đón Tết đã được diễn ra. Trong đó, các doanh nghiệp ngành hàng lương thực, thực phẩm cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Để chuẩn bị cho dịp mua sắm cuối năm, doanh nghiệp này đã tăng cường công suất các nhà máy, dự kiến cung cấp ra thị trường 100.000 gói nuôi. Hiện tại công ty mình thì cũng giống như tất cả công ty khác về ngành lương thực thực phẩm thôi, thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên cái may mắn là bên mình trong cái thời điểm này mình ký hợp tác với rất là nhiều những cái đối tác trong và ngoài nước, thì nó cũng có ảnh hưởng nhưng mà nó sẽ không có nhiều lắm. Thì lượng Tết năm nay thì bên mình cũng có ký hợp đồng với một số những cái đối tác là các cái khu công nghiệp, khu chế xuất để mà có thể là làm những cái gói quà dành cho công nhân, cán bộ, như công nhân viên. Năm 2023, mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, thế nhưng với chiến lược thay đổi mẫu mã, tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo và chương trình bình ổn giá, doanh nghiệp này vẫn kỳ vọng vào việc bảo đảm nguồn cung cuối năm cho các khu công nghiệp, nhà máy và những khách hàng thân thiết khác. Đối với doanh nghiệp mình thì tôi cũng đã chuẩn bị một cái lượng hàng hóa để đủ cho cái nhu cầu của khách hàng tiêu dùng vào dịp cuối năm. Bên cạnh đó thì công ty mình cũng là có một cái chương trình để gọi là hỗ trợ về ổn định, về bình ổn giá để cho những khách hàng cũ hoặc những khách hàng mới của mình có một cái chương trình tốt nhất, một cái giá thành là ưu đãi nhất cho khách hàng. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị hơn 22.000 tỷ đồng hàng hóa phục vụ dịp Tết, trong đó hơn 8.500 tỷ đồng được dành cho chuẩn bị hàng bình ổn thị trường. Để phục vụ cho hàng Tết Nguyên đán thì công ty đã dự trữ hàng hóa rất là lớn. Bên cạnh đó, năm nay công ty có chuẩn bị những set quà tặng để mà phù hợp đáp ứng những cái nhu cầu quà tặng cho doanh nghiệp cũng như là các trường học ạ. Để mà đem cái sản phẩm của công ty Ánh Hồng đến gần với mọi người hơn. Tết Nguyên đán đang tới gần. Đây là dịp để các doanh nghiệp huy động tối đa công suất để sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thu hồi vốn, trong đó vẫn bảo đảm hoạt động bình ổn giá cho người tiêu dùng. Điều này góp phần không nhỏ để người tiêu dùng yên tâm, từ đó kích cầu tiêu dùng cuối năm.
Tiếp theo trong chương trình, Hà Nội tạm dừng thi công vỉa hè đào đường từ ngày 16 tháng 1 năm 2024. Năm 2023, kinh tế Việt Nam vững vàng vượt qua thử thách. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 12 tại kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tân. Ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân. Trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam lần này, các đại biểu cũng đã thống nhất bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị, hiện nay hoạt động vận tải liên tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn do chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người dân. Bên cạnh đó, nhiều hành khách vẫn còn có ấn tượng chưa tốt về môi trường bến xe và chất lượng dịch vụ của xe khách liên tỉnh. Những điều này khiến doanh nghiệp đánh mất thị phần và các loại hình dịch vụ vận tải khác. Vì vậy, muốn thu hút được hành khách đi xe liên tỉnh thì chất lượng phục vụ của bến xe, chất lượng phục vụ của nhà xe phải đổi mới và nâng cao để đáp ứng yêu cầu của hành khách. Để hệ thống vận tải hành khách tuyến cố định ngày một hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của hành khách, ngoài thay đổi từ các bến xe, các đơn vị vận tải cũng cần nâng cao chất lượng phục vụ của mình. Trong đó cần chú trọng đầu tư, nâng cấp phương tiện và đào tạo đội ngũ nhân viên. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đề xuất được nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình bến xe chất lượng cao. Mô hình chú trọng đem đến trải nghiệm cao cấp cho khách hàng, từ cơ sở hạ tầng bến xe tới chất lượng phương tiện, thái độ phục vụ của nhân viên. Với tinh thần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đảm bảo quyền lợi cho hành khách đi xe, đến bến đi xe, thì thứ nhất đối với các cơ sở vật chất thì bến xe cũng đã tăng cường sửa sang, nâng cao các chỉnh trang các cơ sở vật chất trong nhà chờ, các sân bến bãi để tăng cường, và thứ hai là làm việc với các đơn vị vận tải để yêu cầu các đơn vị vận tải chuẩn bị phương tiện đủ về chất lượng, đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng để đưa ra phục vụ hành khách tốt nhất trong đợt này. Dự báo lượng hành khách đi xe liên tỉnh trên các bến xe trong dịp Tết 2024 sẽ tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Vào các ngày cao điểm lễ Tết, lưu lượng qua bến tăng gấp 2 đến 3 lần. Để đảm bảo phục vụ nhu cầu của hành khách, các bến xe đã có kế hoạch tăng cường 900 lượt xe một ngày trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới. Thì để đáp ứng được cái nhu cầu đi lại thường xuyên của khách hàng trong cái dịp cuối năm này, thì về phía công ty chúng tôi thì luôn luôn là bổ sung phương tiện để đảm bảo được số lượng phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng. Bên cạnh đó thì công ty luôn quan tâm đến vấn đề là chất lượng phục vụ. Ngoài cái yếu tố an toàn ra thì chất lượng phục vụ là cái yếu tố quan trọng trong cái sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh việc bổ sung chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vận tải liên tỉnh tuyến cố định hoạt động về luồng tuyến, công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét bổ sung các chế tài xử lý chặt chẽ hơn nữa, nghiêm khắc hơn đối với các doanh nghiệp, phương tiện vi phạm trong hoạt động vận tải liên tỉnh. Thưa quý vị, tối ngày 28 tháng 12 tại khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình diễn ra chương trình văn hóa đặc sắc Đêm di sản Nam Bộ với chủ đề Di sản văn hóa Nam Bộ, hành trình tiếp nối. Bằng chất liệu âm nhạc dân gian, chương trình di sản văn hóa Nam Bộ đã tái hiện những nét văn hóa đặc sắc nhất của vùng đất phương Nam như chợ nổi Đò Ngang, Đò Dọc, Kiếp Thương Hồ, những ngành nghề truyền thống đặc sắc nhất, những tính cách đặc trưng nhất của con người đất phương Nam thông qua nghệ thuật đơn ca tài tử. Chương trình là một hoạt động trong chuỗi các sự kiện vinh danh di sản văn hóa nghệ thuật của Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023. Qua đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị của loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để tài sản vô giá này của nhân dân được sáng tạo và lưu truyền qua nhiều thế hệ và là niềm tự hào của người dân Việt Nam.
Thưa quý vị, năm 2023 sắp qua đi, mục tiêu tăng trưởng kinh tế không đạt được theo kế hoạch Quốc hội và Chính phủ đặt ra từ đầu năm, nhưng vẫn ở mức tăng trưởng gần như cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam không thể tránh được những tác động từ cuộc suy thoái kinh tế trên toàn thế giới, nhưng đã nỗ lực vượt qua khó khăn với nhiều điểm sáng đáng ghi nhận. Mời quý vị cùng nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2023 qua đánh giá của Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB trong cuộc trò chuyện với phóng viên của Truyền hình Nhân dân. Thank you for coming to our program today. And could you make a summary of Vietnam's economic picture in 2023 in a brief sentence? Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại trong năm 2023 do nhu cầu bên ngoài suy yếu, nhưng vẫn có khả năng phục hồi nhờ những chính sách chủ động ứng phó của chính phủ. How do you assess Vietnam's economic performance in 2023 despite the challenging global context? And one word to describe Vietnam in 2023. That's a planning exercise. Năm 2023 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. ADB đang điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 5,2% trong năm nay, giảm so với dự báo 5,8% trước đó. Lực cản mạnh đến từ suy thoái kinh tế toàn cầu và nhu cầu bên ngoài sụt giảm, trong khi chính phủ đã chủ động đưa ra các phản ứng chính sách để duy trì sự phục hồi vào năm 2023. Các yếu tố chính giúp nền kinh tế có khả năng phục hồi khá tốt vào năm 2023, bao gồm sự phục hồi của các dịch vụ trong nước, bao gồm cả du lịch, cũng như chi tiêu công, mặc dù kết quả có thể tốt hơn. Hiệu quả FDI cũng tích cực, vốn FDI giải ngân tăng cao nhất trong 6 năm qua. Nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn vững vàng với việc nới lỏng tiền tệ kịp thời trong nửa đầu năm, trong khi lạm phát được Quốc hội kiểm soát khá tốt dưới mục tiêu 4%. Sự biến động của tỷ giá Việt Nam đồng, đô la Mỹ do chênh lệch lãi suất giữa lãi suất quỹ Fed và lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước được kiểm soát tốt trong khoảng từ 3 đến 5% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Những thách thức chính được nhìn thấy trong nền kinh tế thực, xuất nhập khẩu giảm, các đơn đặt hàng xuất khẩu và việc làm trong lĩnh vực chế xuất vẫn chưa phục hồi. Một dấu hiệu thách thức nữa là tín dụng tăng trưởng chậm. Nhu cầu tín dụng đang tăng trưởng chậm là kết quả của sự yếu kém của nền kinh tế thực, trong đó thách thức ở lĩnh vực bất động sản. Về khả năng phục hồi, bất chấp những thách thức trên, Việt Nam đã khéo léo điều hướng các chính sách giảm nhẹ như chính sách tiền tệ và tài chính, đầu tư công và mạng lưới an sinh xã hội để duy trì sự cân bằng giữa ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế và việc làm. Tuy nhiên, trong năm 2024 và trong trung hạn, những thách thức của năm 2023 sẽ thúc đẩy Việt Nam đẩy nhanh các cải cách cơ cấu còn dang dở trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giải quyết những điểm yếu của thị trường tài chính, quản lý tài chính công, thâm hụt cơ sở hạ tầng, mạng lưới an sinh xã hội và không kém phần quan trọng, phát triển khu vực tư nhân sôi động, có thể thúc đẩy tăng trưởng xanh và giúp Việt Nam tránh bẫy thu nhập trung bình. What makes international community notice Vietnam in 2023 and what are Vietnam's strongest trends? Năm 2023 là một năm bất thường với những thách thức bất ngờ về nền kinh tế, hòa bình và an ninh toàn cầu, cũng như những động lực địa chính trị ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, các ngành công nghiệp và thương mại. Trong bối cảnh toàn cầu đó, hãy để tôi thử chia sẻ những quan sát của mình chỉ sau vài tháng đảm nhận vị trí hiện tại ở Việt Nam. Về động lực kinh tế, trong điều kiện kinh tế toàn cầu bất ổn, nền kinh tế Việt Nam thể hiện khả năng phục hồi và năng động ở nhiều yếu tố, từ những phản ứng chính sách chủ động của chính phủ đến hiệu quả thu hút FDI, cũng như thị trường tiêu dùng và dịch vụ trong nước. Về lực lượng lao động trẻ, Việt Nam có lực lượng lao động tương đối trẻ, có tài năng và chăm chỉ, mặc dù tốc độ già hóa dân số ngày càng gia tăng. Vì vậy, Việt Nam cần nhanh chóng chuyển sang nền kinh tế kỹ năng cao. Việt Nam có thể có được lực lượng lao động có tay nghề cao thông qua sự phát triển sôi động của khu vực tư nhân. Về tính dễ bị tổn thương và cơ hội của biến đổi khí hậu, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Chính phủ đã ưu tiên tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng là những ưu tiên quan trọng nhất trong thập kỷ tới. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho đầu tư nước ngoài cũng như khu vực tư nhân trong nước. Thank you for sharing your view on our program today. Tiếp theo trong phần tin quốc tế, Ai Cập đề xuất kế hoạch 3 điểm để chấm dứt giao tranh ở Gaza. Mỹ gia hạn miễn thuế thép nhôm nhập khẩu của EU.
Ai Cập vừa đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh căng thẳng giữa phong trào Hamas và Israel ở dải Gaza. Tuy nhiên, tới nay các bên liên quan chưa đưa ra phản hồi đối với đề xuất này. Kế hoạch chấm dứt giao tranh tại dải Gaza do Ai Cập mới đề xuất bao gồm các lệnh ngừng bắn có thể gia hạn, thả các con tin bị Hamas bắt giữ để đổi lấy các tù nhân Palestine ở Israel và cuối cùng là lệnh ngừng bắn để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Nó cũng tạo điều kiện thành lập một chính quyền của người Palestine với sự tham gia của tất cả các phe phái người Palestine, những người sẽ chịu trách nhiệm quản lý và tái thiết Gaza sau chiến tranh. Ngày 28 tháng 12, Israel bước đầu nhất trí về việc cho phép mở hành lang vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo bằng đường biển đến dải Gaza qua Cộng hòa Ship. Một phái đoàn của Hamas sẽ tới Cairo vào ngày hôm nay để đưa ra quan điểm đối với kế hoạch của Ai Cập về lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến sự ở Gaza. Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố quy định siết chặt chế độ kiểm soát toàn diện đối với hoạt động xuất khẩu sang Nga. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Nga đã ra cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa Hàn Quốc. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc mới đây đã thông báo về dự thảo sửa đổi hướng dẫn xuất nhập khẩu vật tư chiến lược lần thứ 33, trong đó bổ sung thêm 682 mặt hàng xuất khẩu thuộc diện kiểm soát toàn diện sang Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng quyết định cấm xuất khẩu của Hàn Quốc là một biện pháp không thân thiện, đồng thời cảnh báo Seoul sẽ bị thiệt hại về kinh tế và công nghiệp. Moscow sẽ thực hiện biện pháp trả đũa đối với Seoul và không nhất thiết phải cân xứng với biện pháp của Hàn Quốc. Mỹ vừa gia hạn việc đình chỉ thuế quan đối với các mặt hàng thép và nhôm của Liên minh châu Âu EU trong 2 năm để tiếp tục đàm phán về các biện pháp giải quyết tình trạng dư thừa công suất và phát thải carbon thấp. Mỹ đã đình chỉ thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ EU trong 2 năm kể từ tháng 1 năm 2022, thay cho mức thuế do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt bằng hệ thống hạn ngạch thuế suất. Đổi lại, mức thuế quan của EU được áp đặt để trả đũa, bao gồm một loạt hàng hóa của Mỹ, từ xe máy Harley-Davidson đến rượu whisky, thuyền máy, cũng được ngừng áp dụng đến năm 2025, sau cuộc bầu cử ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Mỹ và EU đang tìm kiếm các biện pháp thỏa hiệp để giải quyết năng lực sản xuất kim loại dư thừa ở một số nền kinh tế thứ ba, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp thép trở nên thân thiện với môi trường hơn. Quy định của Mỹ cho phép miễn thuế lên đến 3,3 triệu tấn thép và 384.000 tấn nhôm của EU nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Lần đầu tiên sau 14 năm, GDP bình quân đầu người của Nhật Bản đã giảm xuống cuối trong nhóm G7, còn 34.064 đô la Mỹ trong năm 2022, một trong những nguyên do là tác động của sự mất giá đồng yên. Năm 2021, GDP bình quân đầu người của Nhật Bản là 40.034 đô la Mỹ, cao hơn gần 6.000 đô la so với năm 2022, trong khi đó GDP danh nghĩa của Nhật Bản là 4.260 tỷ đô la vào năm 2022, chiếm tỷ trọng 4,2% GDP toàn cầu, tiếp tục duy trì vị trí nền kinh tế thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Những con số mới trong năm 2022 đã đẩy Nhật Bản tụt thêm một bậc trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, tức là từ vị trí 20/38 vào năm 2021 xuống 21/38 vào năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do đồng yên mất giá nhanh. Tỷ giá hối đoái giữa đồng yên và đồng đô la Mỹ trong năm 2022 là 131,4 yên đổi 1 đô la Mỹ, trong khi tỷ giá này vào năm 2021 là 109,8 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đức đang bám sát vị trí thứ 3 của Nhật Bản với GDP danh nghĩa là 4.082 tỷ đô la, chiếm tỷ trọng 4% GDP toàn cầu. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tháng 10 năm nay, GDP danh nghĩa của Nhật Bản tính theo đô la Mỹ năm 2023 sẽ sụt giảm và phải nhường vị trí nền kinh tế thứ ba thế giới cho Đức. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.